Chú về tới đâu rồi? Vâng, chắc chạy ra quán cà phê luôn nha. Xin chào cả nhà. Em nha. Hiện tại là em đang ở dự án khu dân cư Tân Bủ thuộc xã Tân Bủ, huyện Bến Lức, Long An. Và nó giáp với Bình Chánh, giáp với Sài Gòn luôn. Mình chỉ đi xuống một chút xíu thôi ạ. Nếu như ai làm việc ở Sài Gòn thì mình có thể mua đất ở đây tại vì giá rất là rẻ. Hoặc là mình ở Long An thì ở đây cũng rất là tốt tại vì khu dân cư hiện hữu nè. Nó sổ hồng riêng, xây dựng tự do, xây dựng 100% luôn. Và đã có điện, nước máy, đường nội bộ 5m, bên em đã làm rồi. Mình chỉ cần mà công chứng sổ sang tên ngay và có thể là xây dựng được luôn. Bên em sẽ hỗ trợ giấy phép xây dựng và hoàn công cho khách hàng. Đó, khách của em từ quận 8 xuống ở nè. Nhà đây là cái nhà màu xanh á, là xây dựng hết toàn bộ đất luôn á. Tại vì mình xây dựng tự do mà mình có thể xây dựng hết 100% đất của mình, không cần phải trừ trước trừ sau gì cả. Và xây dựng bao nhiêu lầu đó là tùy mình, hình mẫu như thế nào là tùy mình luôn. Đó, khách em xây dựng nè, nó đang xây dựng. Này, có người thì mua đầu tư rồi ấy, mới chỉ bọc quanh đằng đất nền thôi. Giá của bên em là lô gốc 5,9 triệu, lô gốc đây, ngay chỗ cục điện này là 5,9 triệu trên 1 mét vuông. Lô kế gốc là 5,5 triệu trên 1 mét. Còn có một lô là 10, diện tích 10 x 30, thì giá chỉ có 4,5 triệu trên 1 mét vuông thôi. Còn nếu như ai muốn diện tích lớn 1.000 mét vuông thì cũng liên hệ với em để được tư vấn thêm ha. Bao san lấp mặt bằng luôn. Đó. Ở đây đây là Tân Bủ nha. Nó cách Ủy ban Nhân dân xã Tân Bủ chỉ có 800 mét thôi. Em thì tư quay trực tiếp luôn tại dự án, tư vấn thật cho khách hàng. Chỉ có cách Ủy ban Nhân dân xã Bủ chỉ có 800 mét thôi. Rồi cách quy hoạch đường vành đai 3 chỉ có 300 mét. Người ta đã cắm cọc rồi và sau này quy hoạch đường vành đai 3 lên thì đất của mình sẽ lên rất là nhiều. Ở đây mình có thể là xây dựng để an cư, hay là xây đầu tư mình xây nhà trọ để cho công nhân thuê cũng được. Hoặc là mình để ở cũng rất là tốt, tại vì giá thì cực rẻ rồi, pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, xây dựng tự do quá được luôn. Rồi gần đường dẫn lên cao tốc Trung Lương. Đó, gần quốc lộ 1A, song song với đường Nguyễn Hữu Trí. Đường Nguyễn Hữu Trí thì quá nhiều nhà xưởng rồi công nhân rất là nhiều. Mình xây dựng nhà trọ cũng rất là tốt. Rồi không còn gì để chê luôn. Quá đẹp rồi. Ai có nhu cầu muốn đầu tư hay là mình xây ở cũng đều được ha. Mọi người có thể để lại số điện thoại hoặc là nhắn tin cho em biết cái thông tin số điện thoại hoặc là số Zalo để em có thể gửi hình ảnh sổ sách và gửi tin nhắn về thông tin dự án để mình đọc kỹ hơn. Tại vì nhiều khi mình coi qua cái này thì nó hơi nhỏ, với lại là mình nghe thì mình sẽ quên đi. Đó. Em muốn đem đến những cái thật nhất cho khách hàng, tư vấn thật, quay trực tiếp tại dự án. Đó, rõ ràng luôn, không cần phải vòng vo. Mình đi xuống tham quan lại một lần nữa để em chỉ những cái tiềm năng của đất mình. Ký sang tên ngay nha mọi người, đã có sổ hồng nha, pháp lý rất là rõ ràng. Có gì liên hệ em.